Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Quảng Bình ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019 có những nội dung chính sau. Tuyên Hòa, sạt lở nghiêm trọng, nhiều nhà dân có nguy cơ bị chìm xuống sông. Cả đơn vị địa phương trong tỉnh tích cực khắc phục hậu quả lũ lụt. Chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng của phóng sự Quảng Bình quản lý rừng bền vững. Hôm qua ngày 7 tháng 9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ làm trưởng đoàn, đã đến trao quà hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn huyện Minh Hóa và thị xã Ba Đồn. Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng lớn của đợt mưa lũ vừa qua. Toàn xã có 650 trên 697 nhà dân bị ngập sâu trong nước, hàng chục hecta hoa màu, lương thực bị thiệt hại, ước tính ban đầu là hơn 15 tỷ đồng. Tại đây, Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã thăm hỏi động viên và trao 70 thùng quà gia đình cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai. Đoàn cũng đã đến thăm và trao quà hỗ trợ cho hai người dân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa. Tại xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, đoàn đã trao 100 cặp phao cho các em học sinh trường tiểu học Quảng Hải, trao 30 suất quà trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Đoàn cũng đã đến thăm hỏi động viên các gia đình có người thân tử nạn và nhà bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua. Trong đợt này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã hỗ trợ cho các địa phương bị ảnh hưởng lớn do thiên tai trên địa bàn huyện Minh Hóa và thị xã Ba Đồn với tổng trị giá 155 triệu đồng. Trong đó, 50 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử nạn bị thương do mưa lũ. Hiện nay, nước lũ tại các xã Tân Hóa, Minh Hóa, huyện Minh Hóa đang rút dần. Huyện đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện để vệ sinh môi trường, khắc phục thiệt hại để người dân sớm ổn định cuộc sống. Sáng ngày 7 tháng 9, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã đi kiểm tra, chỉ đạo động viên các lực lượng đang tham gia giúp dân khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Mưa lũ trong những ngày qua đã làm hơn 1.200 nhà dân trên địa bàn huyện Minh Hóa ngập sâu trong nước. Cả trường học, trạm y tế, trụ sở làm việc cũng bị ngập sâu, gây thiệt lực lượng công an, quân sự của địa phương, rồi là cán bộ công nhân viên, rồi là các bế cơ động của các xã, rồi là cán bộ của huyện ủy, ủy ban là. Trong hai ngày thứ bảy chủ nhật ấy, là tập trung để giúp xã Tân Hóa là thực hiện vệ sinh môi trường, và huyện cũng đã đề nghị bộ chỉ huy quân sự tăng cường 300 chiến sĩ để về giúp cho xã Tân Hóa. Hiện nay huyện Minh Hóa đang đẩy mạnh việc vệ sinh trường nước để kịp tổ chức khai giảng năm học mới vào ngày 19 tháng 9 tới, đồng thời kịp thời ổn định công tác dạy và học trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi là chỉ đạo các trường mà không bị ảnh hưởng lớn thì giúp đỡ các trường bị ảnh hưởng nhiều hơn tại các địa bàn của mình. Tính đến 14 giờ chiều ngày 7 tháng 9, xã Tân Hóa vẫn còn 3 thôn bị ngập lũ. Bà con nhân dân vẫn chưa thể về nhà để dọn nhà cửa. Huyện cũng tập trung kịp thời lương thực, nước uống để giúp bà con. Đồng thời, sẵn sàng lương thực để giúp nhân dân các thôn này dọn dẹp nhà cửa sau khi ngập lũ rút. Tại xã Tân Hóa, ngập lũ cơ bản rất ổn định. Do ảnh hưởng của mưa lũ mấy ngày qua, trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở dọc bờ sông Danh, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân. Đặc biệt nhất là đoạn bờ sông tại xóm Kinh Trừng, thôn Đức Phủ 1, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa. Sạt lở đã vào đến chân tường, nhiều ngôi nhà đang có nguy cơ đổ sập xuống lòng sông bất cứ lúc nào. Có mặt tại xóm Kinh Trừng, thôn Đức Phủ 1, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa vào sáng ngày 7 tháng 9, chúng tôi hết sức bàng hoàng khi chứng kiến cả một đoạn bờ sông dài hơn 100 mét vừa bị sạt lở, kéo theo mái hiên cùng nhiều vật dụng của các hộ gia đình. Điểm sạt lở tạo thành một hố sâu sát chân tường, làm sập mái hiên nhà dân, ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ gia đình. Từ sáng ngày 6 tháng 9, khi xuất hiện một vệt nứt kéo dài theo bờ sông, người dân đã di dời một số vật dụng đến nơi khác nên thiệt hại không đáng kể. Tôi cũng không nghĩ là em sạt lở máu như vậy. Đến khi tập lúc 7-8 giờ thì tôi thấy là sạt lở một cái là bây tôi chạy ra thì cả một dải này là xuống hết. Trong đêm ngày 6 tháng 9, các hộ dân cỏ nhà nằm gần điểm sạt lở đã di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Sáng ngày 7 tháng 9, lãnh đạo huyện Tuyên Hóa và xã Đức Hóa cũng đã có mặt tại điểm sạt lở để chỉ đạo các biện pháp đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho người dân. Những giải pháp trước mắt thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo di dời các cái hồ chịu ảnh hưởng đến ở tạm tại các cái nhà của bà con anh em trong khu vực. Còn về cái hướng giải quyết ấy,
thì cũng chúng tôi đang đề nghị cấp trên xem xét để đây là có cái giải pháp phòng chống sạt lở để đảm bảo những đời sống của bà con nhân dân. Sạt lở bờ sông tại xóm Kinh Trừng, xã Đức Hòa có chiều dài hơn 100 m, điểm sâu nhất tính từ mặt sông vào 20 m, độ cao gần 15 m, có 8 hộ gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp. Hiện cả người dân và chính quyền địa phương đang hết sức lo lắng khi mùa mưa lũ đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở còn có thể tiếp diễn. Những ngày qua, mưa lớn đã khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt trên diện rộng, nhiều nơi bị chia cắt. Trước tình hình đó, Điện lực Quảng Bình đã ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để nước rút đến đâu kiểm tra và khôi phục đến đó, sớm cấp điện trở lại cho khách hàng. Do ảnh hưởng của mưa lũ, toàn tỉnh có 237 trạm biến áp với gần 40.000 khách hàng bị mất điện. Vì vậy, ngay sau khi nước lũ rút, công ty Điện lực Quảng Bình đã huy động cán bộ, công nhân đến các địa bàn bị thiệt hại nặng để kiểm tra, sửa chữa mạng lưới điện, kịp thời cấp điện trở lại cho người dân vùng lũ. Nói chung là thì điện đài thì chưa kiểm tra được, còn cũng như các bên điện lực, các anh thợ bên điện lực kiểm tra để dùng để có điện, khắc phục có điện để cho phục vụ cho bà con để mà rửa đáy để sinh hoạt. Tại các vùng bị ngập lụt, công ty Điện lực Quảng Bình cũng đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm tra, sửa chữa và sớm đóng điện để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Đến sáng nay 17 tháng 9, toàn tỉnh Quảng Bình còn 20 trạm biến áp với gần 2.500 khách hàng chưa đóng điện được. Trong đó, gần 1.000 khách hàng tại vùng rốn lũ Tân Hòa, huyện Ninh Hòa và một số xã vẫn đang bị chia cắt. Công ty Điện lực Quảng Bình luôn luôn ứng trực sẵn sàng 24/24, và sau khi những cái khu vực nào mà nước rút thì chúng tôi ngay lập tức triển khai quân đến tại cái địa điểm đó để thông báo an toàn cho người dân, và sau khi kiểm tra hệ thống lưới điện an toàn để khôi phục cấp điện trở lại nhân dân một cách sớm nhất nhằm khắc hạn chế tối đa cái thiệt hại do mất điện gây ra đối với bà con nhân dân. Với tinh thần khẩn trương trong công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, công ty Điện lực Quảng Bình đang nỗ lực cố gắng huy động điện 100% cho người dân trong vài ngày tới, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và kịp thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm ưu tiên những vùng bị thiệt hại nặng, nước rút đến đâu khắc phục đến đó, hôm qua ngày 7 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động thêm 100 cán bộ chiến sĩ bộ đội địa phương giúp bà con nhân dân các vùng bị ngập lụt nặng ở huyện Minh Hóa khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống sinh hoạt. Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa đến thời điểm này còn khoảng 50% hộ dân vẫn ngập trong nước lũ, có hồ còn ngập sâu hơn 1 m. Các thôn 4, 5 vẫn còn bị cô lập hoàn toàn. Bám sát phương châm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, cùng với việc chỉ đạo cơ quan quân sự cả địa phương chủ động điều động cán bộ chiến sĩ bộ đội địa phương, dân quân tự vệ phối hợp giúp đỡ các xã bị ngập nặng trong lũ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ưu tiên lực lượng cho xã Tân Hóa, một trong những cơ sở bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ vừa qua. Bộ đội hỗ trợ cho mẹ lương thực, rồi là gạo, rồi là đồ ăn, rồi hỗ trợ là sửa nhà cho mẹ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Minh Hóa đã cử một lực lượng khoảng hơn 30 người về để giúp tỉnh ủy vệ sinh môi trường. Đó là một sự quan tâm rất lớn của lực lượng bộ đội, lực lượng quốc phòng nói chung đối với xã Tân Hóa. Đến nay, ở các địa phương trong toàn tỉnh đã có khoảng 12 bệnh xã, 15 trụ sở ủy ban nhân dân xã, 45 trường học, hàng trăm mét đường liên thôn, liên xã, 102 giếng nước sinh hoạt, 150 ngôi nhà bị thiệt hại đã được cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh giúp tu sửa. Hơn 7 cơ sở thuốc cũng đã được các tổ quân y chuyển đến cho người dân. Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng, kể cả dân quân tự vệ, bộ đội địa phương, và huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của bộ dân tự tìm ra giúp bà con khắc phục hậu quả. Đồng thời, do khối lượng tương đối lớn thì chúng tôi đang đề nghị quân khu hỗ trợ thêm lực lượng để tham gia khắc phục hậu quả sau bão, mục đích để giúp cho bà con nhanh chóng dân ổn định cuộc sống và bước vào thực hiện sinh hoạt bình thường. Thực hiện mệnh lệnh giúp dân là trên hết, hình ảnh những người lính giúp dân trước, trong và sau lũ tiếp tục để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân. Ngày 6 tháng 9, hàng trăm đoàn viên thanh niên công an tỉnh Quảng Bình đã về các địa phương bị ngập lụt nặng để giúp nhân dân và các trường học ổn định cuộc sống sau lũ, đảm bảo cho các em học sinh bước vào năm học mới. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được tại trường Trung học cơ sở Phù Hòa, huyện Quảng Trạch sau lũ. Trước những khó khăn của người dân vùng lũ, công an Quảng Bình đã thành lập nhiều tổ công tác về các địa phương vùng lũ để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, nhất là 17 trường học trên địa bàn bị ngập sâu trong nước.
sau khi lũ rút, ban chỉ huy công an huyện chúng tôi đã chủ động bố trí 3 tổ công tác là gồm 100 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên về các địa bàn ngập lụt và khắc phục hậu quả, đặc biệt là các trường học là bị ngập lụt thì chúng tôi đã bố trí toàn thể lực lượng là về các địa bàn trọng điểm ở các trường học khắc phục hậu quả và dọn dẹp vệ sinh khang trang trường lớp, tập trung để cho toàn thể các trường là sớm hoàn thiện khang trang để bố trí cho các em sớm vào năm học mới. Là để không chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai, người dân ở các vùng lũ của Quảng Bình như Quảng Trạch, Lệ Thủy, Tuyên Hòa rất cảm kích về tình cảm và sự quan tâm kịp thời của lực lượng công an khi thiên tai bão lũ xảy ra. Các anh đã không quản ngày khó khăn, sẵn sàng ứng cứu nhân dân khi hoạn nạn và tận tình giúp đỡ nhân dân khi mưa bão đi qua để giúp họ sớm ổn định cuộc sống. Vừa qua, tỉnh đoàn Quảng Bình đã phối hợp với huyện đoàn Quảng Trạch huy động lực lượng đoàn viên thanh niên giúp người dân vùng lũ huyện Quảng Trạch khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. 100 đoàn viên thanh niên thuộc tỉnh đoàn Quảng Bình và huyện đoàn Quảng Trạch đã tập trung dọn dẹp vệ sinh, toàn sửa các thiết bị, bàn ghế tại các trường học của hai xã Cảnh Hòa và Phù Hòa. Dịp này, đại diện tỉnh đoàn Quảng Bình đã đến thăm hỏi, động viên và trao 20 xuất quà cho cả gia đình chính sách của xã Phù Hòa, trị giá mỗi xuất quà 500.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của lực lượng đoàn viên thanh niên. Qua đó, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Sau khi nước lũ rút, các trường học trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã huy động vật tư, phương tiện tại chỗ, khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra nhằm sớm ổn định trường lớp, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Trong đợt mưa lũ vừa qua, hơn 30 trường học trên địa bàn thị xã Ba Đồn đã bị ngập nước. Ngay sau khi nước lũ rút, các trường học đã chủ động dọn dẹp vệ sinh trường lớp để chuẩn bị cho lễ khai giảng sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 9. Thì ban thị xã để tiếp tục là chỉ đạo các địa phương đơn vị, đặc biệt là các nhà trường là và các cái đơn vị xung kích hỗ trợ cho các cái nhà trường để là nạo vét bùn để là trường được khang trang sạch đẹp để là lớp học trở lại bình thường trong điều kiện sớm nhất có thể. Trường tiểu học Côn Sẻ, xã Quảng Lộc nằm trong vùng thấp trũng thường xuyên bị ngập lụt. Do ảnh hưởng của mưa lũ, nước tràn vào các phòng học khiến ban ghế, đồ dùng dạy học của nhà trường vốn đã cũ lại càng xuống cấp nhanh hơn. Sáng nay là được cán bộ công nhân viên chức của nhà trường và lực lượng đoàn thanh niên của thị xã, công an thị xã đã đến giúp sức. Hiện tại là ban ghế đã được lau chùi và sân bãi là cũng đã được quét dọn. Cùng với cán bộ giáo viên nhà trường, lực lượng công an thị xã Ba Đồn đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên đến các trường học để giúp dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Công an thị xã Ba Đồn đã xung kích và tích cực giúp đỡ hỗ trợ người dân và đặc biệt là các trường học trên địa bàn dọn dẹp và khắc phục hậu quả sự cố sau lũ lụt để đảm bảo quá trình học tập sinh hoạt của người dân trên địa bàn được tốt. Thì trong thời gian tới, công an thị xã Ba Đồn sẽ tiếp tục giúp đỡ và khắc phục hậu quả của lũ lụt. Trong nhân dân huy động toàn bộ chị em để mà tập trung dọn sáu cái lũ để thì có một cái môi trường sạch sẽ để tạo cái không gian để mong là thời tiết có nắng lên để các em được sớm được đến trường. Hiện nay ở một số xã vùng Nam, nước lũ chưa rút hết nên việc khắc phục thiệt hại vẫn gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo thị xã Ba Đồn đã chỉ đạo chính quyền các địa phương và các trường học tăng cường lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ để học sinh và giáo viên sớm trở lại trường lớp. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Bình, tính đến ngày 4 tháng 9 năm 2019, toàn tỉnh ghi nhận gần 3.400 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có một trường hợp tử vong tại thành phố Đồng Hới. Hiện tại, dịch sốt xuất huyết đã xảy ra ở 8 trên 8 huyện thị xã thành phố trong toàn tỉnh. Các địa phương ghi nhận số ca mắc sốt xuất huyết cao là Bố Trạch 861 ca, thị xã Ba Đồn 833 ca, huyện Quảng Ninh 471 ca, huyện Minh Hóa 408 ca, huyện Quảng Trạch 350 ca và thành phố Đồng Hới 239 ca. Hiện đang trong mùa mưa bão, nguy cơ bùng phát dịch bệnh, trong đó có dịch sốt xuất huyết tăng cao. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp diệt loang quang bọ gậy, làm sạch khu dân cư, đi gọc phân khu với người y tế phòng chế để nuôi, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng và xảy ra. Lên đường tuần tra.
rừng núi quê hương như thể yêu nhà. Đường thấp gành gian nan đâu có xa, vẫn nở nụ cười vang cung nhà quân cha. Là một trong 6 tỉnh nằm trong vùng thực hiện đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025, Quảng Bình có cơ hội để giải quyết các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp của việc mất rừng và suy thoái rừng, nâng cao chất lượng rừng và công tác quản lý rừng bền vững. Vì vậy, thời gian qua, Ban Quản lý Dự án, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Quảng Bình hiện có diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên 64.700 ha, trong đó rừng tự nhiên trên 472.900 ha. Để đạt được những mục tiêu của chương trình giảm phát thải, Quảng Bình đang thực hiện các giải pháp lồng ghép chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và kế hoạch hành động rét công cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh triển khai công tác tuyên truyền tới người dân, chính quyền địa phương các xã nằm trong vùng thực hiện đề án về những nội dung mới liên quan đến luật lâm nghiệp 2017, hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và EU. Các nội dung liên quan như trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành gỗ lớn, quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng để bảo vệ môi trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Bản thân tôi cũng như các người dân ở trên địa bàn thì hiểu rõ hơn về những cái quy định mới và những cái chính sách bảo vệ rừng, quản lý rừng và phát triển rừng trên địa bàn. Chúng tôi hiểu rõ hơn những chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ và từ đó để chúng tôi có thể hiểu và thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ rừng và giảm phát thải do nhà nước quy định để nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn. Thực hiện các hoạt động rạch còng trong thời gian tới, thứ nhất là tăng cường công tác phối hợp với các bên liên quan, thứ nhất là như kiểm lâm, đồn biên phòng, lâm trường, ban phòng hộ để làm tốt công tác bảo vệ rừng tại gốc, là để hạn chế số vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn, vận động bà con nhân dân làm tốt công tác khoán bảo vệ rừng để bảo vệ rừng tự nhiên của địa phương. Thứ ba là vận động bà con chuyển đổi rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn để nâng cao giá trị và trữ lượng gỗ. Theo tính toán của các chuyên gia, nếu Quảng Bình bảo vệ rừng tự nhiên tốt và tăng cường trồng rừng gỗ lớn, chuyển đổi rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn và tái sinh rừng tự nhiên hiệu quả, thì tỉnh giảm phát thải rồng trên 2 triệu tấn CO2, đóng góp 10,5% giảm phát thải. Vì vậy, các cơ quan liên quan cũng đang tích cực xây dựng đội ngũ theo dõi diễn biến rừng có đủ trang bị hiện đại, được nâng cao năng lực và trình độ để đáp ứng việc đo đạc, đánh giá, báo cáo, kiểm chứng lượng giảm phát thải. Được tập huấn theo dõi diễn biến rừng và đặt lòng nghiệp năng của máy tính bảng thì về mặt kiến thức đã nâng cao kỹ năng cũng như là hiểu biết về sử dụng máy tính bảng cho các cái đồng chí kiểm lâm, nhất là các cái đồng chí kiểm lâm phụ trách địa bàn tại các cái xã thị trấn. Và việc sử dụng thông qua các kỹ năng này đã giúp cho các kiểm lâm địa bàn các xã thị trấn đã về tại địa bàn cơ sở của mình quản lý để vận dụng thực tế vào việc kiểm tra, xác minh cũng như theo dõi biến động rừng và đặt lâm nghiệp trên địa bàn quản lý. Thì đối với hạt kiểm lâm Minh Hóa, sau khi có sự hỗ trợ của cán bộ Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, rồi là Ban Quản lý Dự án FCPF, thì thời gian tới với vai trò là cơ quan hạt kiểm lâm Minh Hóa sẽ là tiếp tục ứng dụng các cái kiến thức như là các cái kỹ năng đã được trước đã tập huấn để phổ biến lại cho một số kiểm lâm địa bàn là chưa được tập huấn hoặc là còn thiếu kỹ năng để nhằm phục vụ tốt cho công việc tại địa bàn cơ sở đó của tôi. Với những nỗ lực thực hiện rất công, Quảng Bình đặt mục tiêu thực hiện thành công đề án, góp phần giải quyết các nguyên nhân rừng và suy thoái rừng ở các điểm nóng, thúc đẩy phục hồi rừng và quản lý rừng bền vững, đóng góp trực tiếp vào cam kết của Việt Nam trong mục tiêu giảm phát thải với toàn cầu. Phần cuối chuyên mục toàn dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng kỳ này, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi nội dung thông tư số 27 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Chương 3. Hồ sơ lâm sản hợp pháp. Mục 4. Hồ sơ lâm sản tại cơ sở chế biến, mua bán, cất giữ lâm sản, gây nuôi, chế biến mẫu vật các loài động vật rừng. Điều 30. Sổ theo dõi nhập xuất lâm sản. 1. Mẫu sổ theo dõi nhập xuất lâm sản áp dụng cho tổ chức theo mẫu sổ 11 kèm theo thông tư này. 2. Tổ chức có trách nhiệm lập sổ theo dõi nhập xuất lâm sản bằng sổ giấy hoặc sổ điện tử
ghi đầy đủ nội dung vào sổ ngay khi nhập xuất lâm sản. Điều 31, hồ sơ lâm sản tại cơ sở chế biến, mua bán gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ, gây nuôi, chế biến mẫu vật các loài động vật rừng. 1. Đối với cơ sở chế biến, mua bán gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ. Sổ theo dõi, nhập xuất lâm sản, bảng kê lâm sản và hồ sơ nguồn gốc lâm sản hợp pháp quy định tại thông tư này. Chủ cơ sở chế biến, mua bán gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ có trách nhiệm quản lý, lưu giữ bản chính các hồ sơ quy định tại các điểm A, điểm B khoản này trong thời hạn 5 năm kể từ khi xuất lâm sản. 2. Đối với cơ sở nuôi chế biến mẫu vật các loài động vật rừng. Sổ theo dõi hoạt động nuôi chế biến động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và động vật hoang dã nguy cấp thuộc các phụ lục CITES, nuôi động vật rừng thông thường theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật thực vật hoang dã nguy cấp. Bản kê lâm sản và các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ nguồn gốc hợp pháp của động vật rừng có tại cơ sở nuôi chế biến theo quy định. Chủ cơ sở nuôi chế biến mẫu vật các loài động vật rừng có trách nhiệm quản lý, lưu giữ bản chính các hồ sơ quy định tại các điểm A và điểm B khoản này trong thời hạn 5 năm kể từ khi xuất lâm sản. Điều 32, hồ sơ lâm sản tại nơi cất giữ. Chủ lâm sản có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ lâm sản tương ứng với từng giai đoạn của chuỗi cung ứng lâm sản, bao gồm hồ sơ lâm sản trong khai thác, vận chuyển, chế biến, sản xuất, mua bán, nhập khẩu và lâm sản sau xử lý tịch thu theo quy định tại thông tư này. Phần của chương trình Quảng Bình ngày 10 sáng nay, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm tình hình trật tự an toàn giao thông. Với sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong việc kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nên từ 15 giờ ngày 6 tháng 9 đến 15 giờ ngày 7 tháng 9, toàn tỉnh không có tai nạn giao thông xảy ra. Hoạt động giao thông trên các tuyến vẫn đảm bảo an toàn thông suốt. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 79 trường hợp vi phạm luật giao thông, dự kiến phạt tiền khoảng 85 triệu đồng với các lỗi chạy quá tốc độ quy định 42 trường hợp, xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 9 trường hợp, xe ô tô không sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 7 trường hợp, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm 5 trường hợp, chở người ngồi trên buồng lái quá số lượng quy định 4 trường hợp, không có giấy phép lái xe 5 trường hợp, các lỗi khác 7 trường hợp. An toàn mọi lúc, hạnh phúc mọi nơi. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi đi lại trên các tuyến đường. Chương trình Quảng Bình ngày 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 8 tháng 9 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 95%. Khu vực thị trấn Quế Đạt mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 90%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 54 đến 84%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35, 42 trường hợp. Xe ô tô sử dụng lốp không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật 9 trường hợp. Xe ô tô không sử dụng đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau 7 trường hợp, điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm 5 trường hợp, chở người ngồi trên buồng lái quá số lượng quy định 4 trường hợp, không có giấy phép lái xe 5 trường hợp, các lỗi khác 7 trường hợp. An toàn mọi lúc, hạnh phúc mọi nơi. Chúc quý vị và các bạn luôn an toàn khi đi lại trên các tuyến đường. Chương trình Quảng Bình ngày 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày 8 tháng 9 năm 2019. Khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 52 đến 95%. Khu vực thị trấn Quế Đạt mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 53 đến 95%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 90%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, độ ẩm từ 60 đến 95%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm từ 55 đến 90%.
Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 53 đến 85%. Khu vực thị trấn Quảng Hầu mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 54 đến 84%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm từ 50 đến 85%. Vùng biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường, độ cao sóng dưới 1m. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 19 tháng 9 năm 2019 mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm từ 67 đến 95%.